xin chào, lại là tôi, xám xinh đẹp của các ông đây. Các ông ạ, ai trong chúng ta mà chẳng ao ước tìm thấy nửa kia, nhà mặt phố, bố làm to, không kỳ bò lại còn chung thủy nữa đúng không nào? Nhưng vấn đề là ngày nay việc tìm người yêu không những đã khó, mà nó lại còn đi kèm với rủi ro gặp phải fuck boy, chap boy hay là cắm sừng boy là cực kỳ lớn. Việc các ông có thể phát hiện ra mình có đang cao thêm vài cm không lại không phải là chuyện dễ, chủ yếu dựa vào cảm nhận của bản thân và phần còn lại thì do tổ tiên gánh hộ. Tuy nhiên, anh em cũng đừng quá lo lắng, bởi vì xám tôi có những bí kíp riêng giúp anh em có được một chút đề phòng để cưa sừng trước khi quá muộn. Cùng tôi đi kiểm chứng ngay thôi nào. Let's go! Các ông có công nhận với tôi là trong tình yêu, ai mà chẳng lo sợ bản thân sẽ chọn nhầm đối tượng có mệnh đào hoa hay không? Nhưng đúng là mật ngọt thì chết rồi. Thông thường thì những người có bản tính lăng nhăng lại luôn có vẻ ngoài hào nhoáng và cực kỳ thu hút người khác tới. Họ thường rất đa tình và không nghiêm túc khi chưa muốn kết hôn, hoặc thậm chí là đã kết hôn thì họ cũng sẽ cố tìm đường vượt qua giới hạn. Đặc biệt là những kẻ có tính đào hoa thường rất nhanh chán. Sau khi đã chinh phục được bạn, họ sẽ ngay lập tức quay xe đi tìm con mồi mới và để lại chúng ta với trái tim tan nát sau cuộc tình. Khó khăn nhất cho tổ điều tra xám xám của chúng tôi là khi theo chân những đối tượng này thì phát hiện ra số lượng của chúng quá đông và thuật ẩn thân quá đỉnh, khiến hầu hết mọi người đều bị đánh lừa mà rơi vào trong của chúng. Bởi vậy, những kẻ lăng nhăng chỉ có thể phòng chứ khó lòng để tránh. Thế nên hôm nay xám tôi sẽ chỉ cho anh em những tuyệt chiêu để nhận biết một người có phải thuộc trường phái lăng nhăng hay là không. 1. Luôn khen bạn không đúng thực tế. Bất kỳ ai còn thở thì đều không có sức đề kháng với những lời khen, nhất là khi chúng ta biết khen đúng nơi, đúng lúc và đúng thời điểm thì sức công phá của lời khen còn có thể được nhân lên gấp đôi. Và đương nhiên là không chỉ phụ nữ mới thích nhận được những lời khen có cánh, mà cả các quý ông cũng thích điều này. Nếu với các chị em thì sẽ cực khoái khi nhận được những lời khen tặng như là xinh đẹp, giỏi giang, thì cánh đàn ông này lại thích được tăng bốc về sự nghiệp. Lợi dụng tâm lý này mà những kẻ đào hoa đã ra tay bằng cách khen lấy khen để các ông như những người tài hiếm có, gái đẹp ngàn năm có một, nhân tài của đất nước. Nhưng sự thật có phải thế hay không thì chỉ tự các ông mới hiểu thôi. Nếu như người đó nhìn sâu vào đôi mắt của ông, chân thành nói với ông rằng người ta quan tâm đến công ra sao và công đẹp như thế nào, thì có thể đó là cách mà người ấy làm đẹp lòng của chúng ta trong thời gian mới quen mà thôi. Đó là một phép lịch sự cơ bản thường được sử dụng. Tuy nhiên, nếu người kia mà công đang tìm hiểu là một kẻ lèo mép, lúc nào cũng khen các ông một cách quá đà, kín kẽ đến từng chi tiết nhỏ, thì các ông nên thận trọng. Có một quy tắc mà chúng ta cần chú ý, đó là cánh mày râu sẽ nói những gì anh ta cần phải nói để được lọt vào mắt xanh của đối phương. Nếu trong cùng một thời điểm, một người nào đó làm nổi bật mọi khía cạnh về ngoại hình và tính cách của các bạn hơn 5 lần, thì đó là dấu hiệu cần đề phòng. 2. Thường thả thính, đong đưa các cô gái khác ở trên mạng. Và đương nhiên là không thể thiếu được dấu hiệu này rồi. Một kẻ trăng hoa thì việc anh ta sử dụng nhiều mạng xã hội là điều hiển nhiên, bởi họ sẽ không thể thỏa mãn được với một chú cá duy nhất mà phải mở rộng mạng lưới để lùa được nhiều cá nhất có thể. Điển hình là việc trong điện thoại của họ sẽ có vô vàn những app hẹn hò như là Tinder, Bumble, Zalo, Telegram chẳng hạn. Và các ông chỉ cần nhìn vào cách anh ta sử dụng mạng xã hội là sẽ đủ hiểu người đó có phải kẻ lăng nhăng hay không. Hãy để ý những người mà họ trò chuyện trên mạng. Điều này không có nghĩa là kiểm soát. Hãy sử dụng sự khéo léo của mình để tìm hiểu xem người ấy có đong đưa bất kỳ cô gái hay là chàng trai nào ngoài bạn không. Đàn ông thích trò chuyện với những cô gái lạ trên mạng xã hội, hay phụ nữ thích comment ảnh của trai lạ, cũng là dấu hiệu cho thấy họ là một kẻ lăng nhăng, chưa thật sự nghiêm túc cho một mối quan hệ. Không bao giờ bật chế độ công khai. Thành thật chia buồn với đồng chí nào mà cả hai đã tiến vào mối quan hệ hẹn hò mà vẫn chưa được nửa kia công khai trên mạng xã hội hay là dắt đi gặp bạn bè. Xám tôi không phải là quy chụp rằng cứ ai đó không công khai người yêu của mình thì đó là người lăng nhăng. Nhưng trong suốt cả một quá trình yêu mà trước khi nào người yêu của ông dám public mối quan hệ của hai người, thì có lẽ các ông nên đặt kẻ đó vào vùng báo động ngay đi là vừa. Bởi vì một khi đã yêu, ai cũng muốn chia sẻ cho toàn thế giới biết là mình đang hạnh phúc ra sao, cô gái hoặc chàng trai của mình tuyệt vời như thế nào. Nhưng nếu họ đang làm ngược lại, thì có lẽ mối quan hệ này đang hoặc là sắp gặp vấn đề rồi đây nhá. Trong tình huống này sẽ có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất, họ chưa nghĩ tới việc tiến tới lâu dài với các ông. Và thứ hai là họ còn nhiều người để cầm cưa khác nữa. Mà nếu bây giờ thông báo tin vui thì chắc chắn họ sẽ không thể tiếp tục quăng lưới bắt thêm chú cá nào khác.
Tuy nhiên, cũng có những người không muốn công khai chuyện tình yêu của cả hai chỉ để bảo vệ người còn lại. Nhưng tin tôi đi, có thể các ông sẽ cảm nhận được đâu là bảo vệ và đâu là che giấu, đúng không nào? Trần Văn thích Hứa. Có lẽ các ông cũng chẳng lạ gì về tiếp người này, đúng không nào? Một người đủ đàng hoàng và đứng đắn sẽ không liên tục nói những lời thề non hẹn biển. Họ sẽ dùng sự chân thành bằng hành động của mình để chứng minh cho chúng ta thấy tình yêu của họ. Còn những gã đàn ông lăng nhăng hoặc là các cô gái thích trap thì luôn yêu thích những lời hứa, cảm giác như là câu hứa, câu thề luôn đặt trên môi họ vậy. Họ có thể hứa bất kỳ lúc nào, hứa bất cứ chuyện gì, miễn là điều đó có thể làm cho các ông vui và cảm thấy thỏa mãn là được. Với họ, lời hứa có thể giải quyết được mọi vấn đề, và sau đó mọi chuyện thì vẫn như cũ, vẫn chẳng hề thay đổi gì. Và khi các ông buồn chán, khóc lóc, người kia sẽ lại tiếp tục hứa hẹn và thề thốt. Chỉ có điều mình thích thì mình hứa thôi, mình hứa cho vui mồm, vui miệng, còn thực hiện hay không lại là quyền của mình. Và tin tôi đi, kẻ đó sẽ hát mãi bài ca hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều cho các ông nghe đấy. Bởi người ấy chỉ thuộc mỗi bài hát đó mà thôi. Còn các ông tin thì là do các ông dạy. Vì mật ngọt chết ruồi, sáng tôi không cứu được đâu nhá. Thể hiện mình là người hay quên. Một điều thực tế khác mà anh em cần phải chú ý đó là những kẻ đàn ông lăng nhăng thường có thái độ lập lờ, vì người ta còn phải chăm sóc cho bao nhiêu anh chàng và cô nàng ngoài kia, chưa kể là còn phải ghi nhớ hàng đống thứ vừa của chúng ta vừa của người tình số 2, số 3, số 4 nữa cơ mà. Thế nên là để tránh nhầm lẫn mang đến tai vạ, kẻ trăng hoa thường có chiêu hay quên thần trưởng. Người đó sẽ giả vờ quên nhiều thứ khi các ông hỏi tới, đóng vai một anh chàng hoặc là một cô nàng có bộ não cá vàng, nhưng đó chỉ là chiến thuật đối phó an toàn của họ để không bị phát hiện mà thôi. Hãy để ý đến nếu bạn trai hoặc bạn gái của các ông hay hỏi rất nhiều về những câu mà các ông gần như đã biết hết câu trả lời, thì đó đúng là dấu hiệu người kia đang giả vờ quên. Khi các ông trả lời các câu hỏi đó, hãy nhìn thẳng và nhìn lâu vào đôi mắt của đối phương, xem kẻ đó phản ứng gì trước hành động của chúng ta nhé. Phép thử này hữu hiệu lắm đấy. Mặc dù vậy, 5 dấu hiệu trên không phải là tất cả, và không phải anh chàng hay là cô nàng nào làm như thế thì cũng đích thị là kẻ lăng nhăng. Các ông chỉ nên tham khảo những lời khuyên này, chứ đừng biến nó thành thước đo hạnh phúc cho tình yêu của mình nhé. Nếu thực sự người mà các ông đang hẹn hò có những dấu hiệu chỉ điểm như trên, cách tốt nhất để biết rõ con người ấy là để thời gian trả lời. Hãy cứ để mọi thứ diễn ra thật chậm, xem họ tiếp tục ở bên các ông được bao lâu. Nếu là một người nghiêm túc thì họ sẽ càng muốn có thêm thời gian để chinh phục chúng ta. Còn những kẻ lăng nhăng thì rất dễ dàng bỏ cuộc. Bài học hôm nay tới đây thôi, công đã nắm được trọng tâm chưa nào? Nhớ ứng dụng vào để có một cuộc nhìn nồng cháy cho bản thân nhé. Nếu thấy bổ ích thì đừng quên like và share, đăng ký kênh để sáng tôi ra lò những video bổ ích hơn nữa nha. Còn muốn tìm hiểu về chuyên mục hay ho nào khác thì hãy comment góp ý với chất xám nhé. Còn bây giờ thì bye bye.